Chào các bác, ngày hôm nay em xin giới thiệu tới các bác quy trình làm nệm dừa cao cấp tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất ô tô Đức Phong. Mời các bác theo chân em tham quan nhà xưởng. Let's go. Với chất liệu da Napa siêu bền đẹp, dễ dàng vệ sinh lau chùi. Đường chỉ trần tinh tế, sang trọng. Lớp lót bông dày dặn, tạo cảm giác êm ái. Thiết kế nhỏ gọn tiện lợi. Chỉ với một thao tác lắp đơn giản là đã biến băng ghế sau thành chiếc giường êm ái. Thiết kế điều hòa sau chuẩn khớp, dây đai tùy chỉnh phù hợp với tất cả các dòng xe ô tô, 4 chỗ, 7 chỗ cho đến bán tải. Bạn đang băn khoăn về độ bền của nó ư? Đừng lo lắng, không chỉ 1, 2 mà đến 3 người lớn như tôi đây ngồi lên vẫn rất là chắc chắn, bởi khả năng chịu tải trọng của nó lên tới gần 300kg. Các bé nhà bạn cũng có một mặt phẳng để ngồi chơi, phù hợp cho mọi chuyến đi, ra ngoại, về quê. Như quý vị đang thấy, sản phẩm nệm giường nằm cao cấp được sản xuất tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất ô tô Đức Phong. Bởi những kỹ thuật viên chuyên nghiệp lành nghề lâu năm, quy trình kiểm tra quản lý gắt gao, chính xác tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ trong mỗi công đoạn cho đến khâu đóng gói, đảm bảo sản phẩm chất lượng nhất tới tay quý khách hàng sử dụng. Sản phẩm được Brexit tên toàn quốc. Còn chờ gì nữa, hãy mua ngay hôm nay. Đức Phong Auto, uy tín tạo thương hiệu.